Yo yo anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với Hay phết nhỉ. Channel của CZ. Xin còn Daxi về làm cảnh đi. Cần mình bán Daxi đi thôi. Kết luôn à? Làm trận thêm không anh em? Thêm hay kết không anh em? Liệu có phải là một trận thêm hay kết không anh em? Ôi tướng sao nó cứ lập bập thế này? Nửa được nửa mất thế này. Ôi trông dễ thua quá nhờ. Ui trông nó dễ thua quá nhờ anh em ơi. Em chắc chắn một tí đây. Rát kia đấm hết cả lũ chứ, đừng đùa. Đừng đùa với thần rùa rát. Ok may quá. Công ty ngất luôn, ok. Just to save you, I give you all of me, all of me. Alice cũng được nhỉ, quên mất được con Alice đấy về. Không sao. Mình nhỏ sang trồng trọt một tí thôi anh em. Thọt một chút vàng nhé, nhưng mà mình sẽ gỡ lại sau. Thọt một chút vàng vậy. Ui, chị chắc đã gỡ được, còn Floor này là xiên luôn. À, ai ở đau quá. Floor xiên đôi. Floor xiên đôi được anh em ơi. Xiên. Ok anh em ơi, mày quá. Floor này cầm 2 kết đúng không? Con Floor rồi là con Floor cầm 2 kết đúng không anh em? Ê nhưng mà vẫn thua nhỉ. Ê cố gắng hết sức rồi đấy. Cày thật. Đâu Floor này với Floor cầm 2 kết này. Đèn thế nhở. If you ask me I'm how high. Thôi lại chuỗi chập chờn vậy. Đấy là quả Noman này có hai kết sớm chắc mình sẽ đánh trợ thủ. Không cho con Thên cầm cái cục này. Thường thì là thế. Occasionally so. Em mình mong. Chuỗi chập chờn. Bán Daxi đi mua lại thôi. Thì em mua lại sau. Kết cũng không đánh Yon lắm nhỉ. Nhưng mà dễ được ra hai con Yon rồi đấy. Chứ hợp tình hợp lý lắm để đánh Yon. Ba mươi ba hai bốn hai bốn hai bốn mươi bốn. Quả này mình lên level 5 cũng được nhưng mà. Lên level 5 mình mất, mình thọt mất một tí vàng. Không thích lắm nhỉ. Neon ta. Thôi chịu thọt một tí nhá em nhé. Lỡ đánh thọt từ đầu rồi. Tiếc quá. Sao toàn Floor xin luôn vậy? Khỏe vậy? Giữ vậy các bạn ơi. Chắc là thua một trận nữa rồi. Không sao. Hai rat hai đấm. Ok. Rat ba đấm luôn.
Không tin. Mà nó chia đôi anh em ơi. Câu chuyện buồn đã xảy ra. Xin nhá. Đánh được anh. Đánh một trận là thên được. Hai đồ này cho thên là đã uy tín này. Chấp nhẹ con rồng, không cần chơi rồng. Ăn thêm bọc. Em bọc. Tu len. Len đi. Tu len ulti. Phát đấm. Ôi ôi, máy thế đấm trượt. Chắc mình thua trận nữa. Trận thua 2 à. Cái con tu này ulti lâu quá, 3 giây cuộc đời của tôi đấy. Trận đấu 30 giây mà ulti hết mỗi lần 3 giây rồi anh em. Thật. Thiên hiệp này, sắm hoàng này. Bán Tulane đi mua lại không? Mà mình có đồ này floor seed luôn này. Call for me. It's my fault that you fall for me. Some say you I give you all. Mà ăn Vio thì mua Tulane thôi. Vio dùng làm gì đâu. Cần gì Vio đâu. Xiên. Ok anh em ơi. Chuỗi thắng 1 à. Thắng thua chập chờn à. Alice các thứ đâu nhỉ. Này có vẻ nhiều Alice đấy. Phát đấm. Ám hoàng kết liễu. Gần được. Ám đi đá nó. Đá nó bằng đam của ám hoàng đi bạn. Ám hoàng các thứ đi. Ám hoàng nó đi. Xiên. Rồi ám hoàng được. Cho nó vẫn hồi máu. Ám hoàng nó đi. Ám hoàng nó đi. Ám hoàng. Đấy, được rồi. May quá, may mắn quá. Quillen lên được 2 cũng ngon. Rồng xin nhá, tập thủ. Ok. Chờ thời cơ thôi. Con này thay tạo con Alice cũng được, cần Sephira. Rồng đồ này à. Giờ mình chưa có thương, chưa dám cho nào. Dù cũng không ai có thương đâu sao ấy. Ngọc Đại Pháp Sư. Suýt là Ngọc Đại Pháp Sư. Ba đồ cho thêm luôn không? Teo này. Greasy nữa. Who
Give me the money, you don't know me. Ám hoàng kết liễu anh em ơi. Lần này ám hoàng vẫn khỏe. Thêm một tướng nữa cho mình thêm con QC thôi, chứ cũng chưa muốn thêm rồng vào đâu. Đang có sách thánh. Thương là cho rồng rồi này. Ngọc Đại Pháp Sư. Dở rồi, Na Cót ba đồ rồi anh em ơi. Bừng góc anh em. Ok, rất uy tín đấy. Tương lai là sáng lạn đấy anh em ơi. Rất nhiều tương lai sáng lạn ở đây. Hướng bắt đáy bên kia. Ok. Nó thấy Ngọc Đại phải cho nó nào nhỉ? Vác đi. Một phát. Hai phát. Mình giết được con này không? Gái A là sao? Chống. Tí gái A ở đây rồi. À. Chưa hải thần mà. Bắt đầu bóng hòa rồi nhỉ anh em nhỉ? Noman, thiếu một con Noman à? 3, 2 con này. Cái này bỏ đi lấy hai con này. Đến lúc rồi, tôi bỏ đi. Tầm này bắt đầu nhiều tướng à? Thổi chéo à, từ đây đi. Sự ơi. Shall I compare thee to a summer's night? Ác cụt thì khỏe thế. Nhưng mà ác cụt ba đồ này thì kế hai kết này thừa. Đeo không cần đến hai đâu. Voi Alice hơn trận này. Chưa thấy nắp củ đâu nhỉ? Nắp còn 10 con. Gắng lên sớm lên vội thôi em ơi. Chúng ta phải lên vội con đấy đấy. Bán voi. Quyết tâm. Voi cũng đi sớm đấy. Hết cả đam. Mình sẽ bán bớt tướng đi, xong rồi mình sẽ roll lên 8 sớm để mình tìm con Nakot đã nhá. Phải có Nakot đấy, teo mua lại cũng được mà. Teo 9 con mua lại được. Mình sẽ bán mấy con này đi trước nhé. Còn mình sẽ đi tìm Omen. Ngoài này tìm hơi lố rồi. Sao? đồ kiểu rắc luôn. Thêm phát nữa đi. Chúc biết không ra anh em. À, chơi phát này kiểu gì nhỉ? Quyết không ra, chịu ra na cót anh em ơi. 7 con na cót. Yeah.
Thường ở đâu ra ngăn bắt được tận đến đây nhỉ? Ôi rồi nó bắt được tận đây vậy các bạn ơi. Quá vậy. Nó có thương chí mạng luôn ấy, có thương kiểu mắc tầm ấy. Nhưng gớm thật. Thương đấy chịu. Hai cái sách thánh đi. Ok, bây giờ bắt đầu eco lại một chút tiền nhé anh em nhé. Cô lại một chút tiền anh em ơi. Nó có một thôi mà vẫn khá là ok này. Thế cho con đi rắc cũng khá là ổn này. Khá là uy tín đây. Ám trợ thủ đủ cả. Roll nhẹ nhàng 1-2 phát thôi nhá. Một phát thôi. Đã tiết kiệm tiền một chút. Hết rồi. Tiết kiệm tiền một chút rồi lên 9 thôi nhá. Không mong chờ được mắc 2 đắc hai rồng hai gì giờ này đâu, rồng gì nữa. Có quả thương đáy này hơi hơi nguy hiểm này, nhưng mà bạn ấy sẽ bắt ở bắt góc nào cũng được nên mình sẽ đẩy bạn ấy vào góc này nhé, lấy đa xin. Là lúc ghét thật đấy. Góc này bên này thì con này sẽ xử luôn một con gì đó. Rắc ôn in. Ok, nó có ulti đẹp quá kìa. Đi rắc sấy đẹp này. Lo xiên được một con nữa. Mắc tầm này. And even right here when you knew that you still love me. Mắc tầm. Bây giờ có thêm cái thương ngon. Nhưng mà bây giờ có thêm thương mình cần thêm cọc đại. Đại thương, sách thánh. Sách thánh cho con rồng nó thổi luôn này. Ở cho đi rắc cũng khá là ổn. Tí thành cho con cát. Ổn, na cót 3 đồ kia cũng khá là ổn. Này cần lên na cót 2. Cót ulti được. Rồng thổi rồi một phát cũng được. Na cót ulti 2 phát này. Thì 3 phát đấy chứ. Cót khỏe lắm. Còn gánh quá anh em ơi. Đồ cho Nakot xịn thật. Xịn thật sự. Còn con Thên chắc mình kiếm cho còn một con Thên gặp sách thánh à. Nếu mà không có đồ mana gì nữa. Còn thậm chí con Volcat này cũng không cần sách thánh. Volcat này có thể nhường sách thánh cho con khác được. Cho con Nakot này cầm một khác cũng được. Truy hồn hay cái gì đấy. Đi rắc cầm truy hồn cũng ok. Vậy ok. Nakot gánh thật. Nakot một thôi mà gánh hai con. For money, for money. Ồ mẹ nó gánh phết rồi. Nằm mấy bốn người nào. Các mình ba bạn cuối này bạn này không cầm nhiều nắp của mình lắm nhỉ, mấy bạn này mới là bạn cầm nắp cơ. Đã anh thú rồi còn đi cầm nắp cót. Buồn lắm. Rất là buồn. Mà quản lý mình còn roll lên sớm nhá. Lên sớm cũng không lấy được nắp cót anh em. Thế lực gì đấy. Ba đồ cho Omen đi, chém như điên đi. Nhiều Omen đứng đuổi một ô không? Omen chém được ok này. Mấy bạn này Omen đều chém được hết này. Ok. Thương đáy này thôi đúng không? Bạn thương thôi đúng không?
Thực ra thương sở này mình cũng không không quá sợ đâu. Này đi. Rồi, này yên tâm. Là cóp chữa ngon. Cóp chữa đi. Tèo tí đẹp quá. Khó của Nam Cường rồi. Giáp sấy không phát nữa. Khó của Nam Cường anh em ơi. Khỏe quá, ma lúc 2, teo 2. Teo 2. Cần đánh thêm. Thêm con gì đấy, thêm cầm này. Đấy, còn thêm cầm hai đồ này. Thêm một đồ mana nữa, thêm một choi nữa, một thương nữa. Choi. Choi. Thách thánh nhiều quá rồi này. Đồ này cũng ngon này. Thôi để choi nhá. Thêm đâu bạn ơi, thêm bạn thêm đâu. Hãy eco anh em ơi. Bây giờ mình gặp các bạn cầm thương rồi đúng không? Mình gặp bạn cầm thương duy nhất rồi đúng không? Kèo bà. Quá. Gặp bạn duy nhất cầm thương rồi này. Pho xin đôi được không? Ba à, cái gì đấy bạn ơi, các bạn đánh bình tĩnh một giây được không? Mà sao Nakot mình không không bay được, quy xuống đấm à hay sao nhỉ? Sao đấy Nakot mình không bay được nhỉ? Quy đấm mà không, mà Nakot bị ngất không bay được á? Có cái chuyện đấy luôn à? Một bài học mới thật. Này, tôi học một bài học mới. Thế này rồi. Đồ đi, ba đồ đi. Give me one for the money. Ôi, sao mà giết được bạn? Ô, tê ba chết rồi này. Ồ, được nha, được nha, được nha. Tê ba này mà đi là đỡ khổ hơn một chút rồi đấy. Mình thấy triển vọng hơn một chút rồi đấy anh em ơi. Theo bạn ấy đi rồi. Đi một tí một đoạn này. Floor này chắc không cần đâu nhỉ. Thế dẫn kiếm pháp sư rồi. 7 con Akot đây rồi anh em ơi. Chuẩn bị đến rồi, sức mạnh chuẩn bị tràn về rồi anh em. Đấy. Hồi máu lại cho một con thêm một tí được không? Tràn về, ui không được. Không sao. Sắp tràn về. Sắp tràn về chút nữa. Ta sao mình lên luôn nhỉ, 37 máu đi được. Lớp star mong mình gặp bạn Tedus này không? Tedus với lớp star bạn nào khỏe hơn? Mình sợ Tedus hơn đấy. Không có chi hồn, giết được con cát. Giờ. Dễ là giờ rồi anh em ơi. 26 máu không đi được đâu. Tin lên. Chứ gì mình tự tin đúng không các bạn? Tự tin đây. Không đi được đâu. Chờ một chút, eco một chút, kiếm một tí tiền, kiếm một con thêm hai mình có khả năng thắng trận này. Eco một chút tiền, bây giờ mình lên luôn, mình sẽ bị thọt một chút tiền, không buồn lắm. Eco một chút, mình sẽ giết được mấy con thú này mà, mấy con này toàn con thú thôi anh em ấy. Thú này mình giết luôn, thế bổ phát chết hết luôn, đấy, không thua được đâu, 26 máu không đi được. Nhưng mà vẫn thua thôi nhưng mà không đi được, bổ chết hết luôn này. Ngần chết hết. Sao? Đó, ok. Được cái gặp nhà thú thì mình sẽ không bị thua nhiều máu nhưng mà nó sẽ khó thắng. Khó thắng như này. Cầm nào cót mình. Được là cót đây. Ok. Cầm cái tí truy hồn nữa anh em. Một tí truy hồn sẽ ok hơn. Có chưa đủ tiền. Ra sau nữa. Thế mình lên đi rác này, không đủ tiền. Sao một pha anh em ơi, pha sau mình bắt đầu tìm phong cát như điên luôn. Là cát mình là cót. Sách thánh cho phong cát. Hai đồ tốc đánh cho phong cát.
con cát đối đầu với con cát kia. Mình gặp bạn lớp star pha này đúng không? Các bạn kia có đồ gì? Không sách tánh đâu, nó có cầm sách truy hồn. Ok, mình để con cát bạn này, mình đối đầu với con cát bạn kia là mình làm. Có thể vẫn cầm ba đồ này thôi. Ok, pha này xử lý nhanh nào. Có tướng Lily. I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Ah. Cầm con Nacot 2 anh em ơi. Lên 2 cũng được. Cái gì cũng lấy hết. Hết tiền. Này là mắc tầm rồi anh em ơi, chúng ta này là hết hết cỡ rồi đấy. Bây giờ đấy. Không phải hơn nữa. Thêm bổ được. Thì rắc xấy được chết rồi. Nhầm góc rồi anh em ơi. Phải là mình để con cát góc bên kia. Thì rắc xấy được cả đôi không? Khó nhỉ. Xấy chết luôn. Chắc là đi. Chắc là đi anh em. Mỗi con ghi được một tí đam. Vào đấy mình để lỗi. Bây giờ mới tiếc này, bây giờ mình bởi vào đấy mình để con cát sang bên góc này cũng phải ngon đâu mình. Vội quá mình đi cố gắng đi tìm thêm một con thên con cát hai gì đấy nữa. Lỗi quá, lại có mấy giây mình đảo con cát sang bên này, con cát này xong ăn được con cát mình sách thánh mà. Xong con cát bên kia còn bị Nacot cầm truy hồn nó đốt nữa. Lỗi. Vì lỗi. Nhà này chắc bạn thú ăn này. Các bạn này cũng con cát bên này này. Con cát bạn này nguyên này nốt này. Dính truy hồn rồi đấy. Không, bạn thú vẫn ăn này. Thú khỏe lắm. Ơ, ừ, chưa chắc ăn đâu nhá. Thú thua này. Ơ, nhưng mà tiếc trận. Tiếc cái quả đấy nhỉ. Rút kinh nghiệm thôi. Trận não này rút kinh nghiệm. Trời ơi, tiếc quá. Thì thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích cái chuyện thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình kênh nhé. Em ơi tiếc, tiếc đứt ruột luôn ấy. Đồ đẹp. Đồ đẹp mà đồ đẹp dã man luôn. Ai sẽ mà đúng một đấy. Ngu quá. Chắc ba em. Kinh nghiệm.